Vừa rồi là bài viết của tác giả Cù Mai Công về cây ATM gạo thứ hai ở Thành Hồ, và bây giờ vẫn tiếp tục trong chính mục trong chương mục chính trị và đời sống. Anh chị xin mời quý vị theo dõi một bài viết. Thưa quý vị, các bạn dư luận viên và các bạn ở trên mạng mà chúng ta thường bông đùa là bò đỏ đó, và các bạn cuồng chế độ, cuồng đảng, thì họ thường xuyên mở miệng ra là phản động, phản động. Hễ mà ai mà nói cái điều gì mà ngược lại với đảng, với nhà nước, hay là ngược lại với cái ý của họ, mà thật ra thì họ chẳng có cái ý gì. Cái ý của họ tức là đảng nói sao, nhà nước nói sao thì họ nghe vậy. Cho nên hễ mà một cái người bất đồng chính kiến nói cái gì mà khác ý đảng, khác ý nhà nước là các bạn đó automatic, tức là tự nhiên là buộc miệng kêu liền phản động. Cứ ai nói khác ý đảng, ý nhà nước là phản động. Nhưng mà anh chị dám chắc rằng là có thể là nhiều bạn trong số đó không có hiểu hai chữ phản động có nghĩa là gì. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai chữ phản động và từ đó hiểu xa hơn, rộng hơn về thế lực phản động qua bài viết của tác giả Trần Phan đăng trên tờ VOA ngày 20 tháng 8 năm 2015. Ông Trần Phan viết: nhân đọc phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 10. Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh báo chí cần phê phán, bác bỏ các thông tin quan điểm sai trái, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch. Thế lực phản động, kẻ phản động là các từ xuất hiện khá thường xuyên trong các phát biểu của ông Trọng, và tôi chưa thấy ông định nghĩa chúng như thế nào. Nói chuyện với nhau mà chưa có cùng định nghĩa hay cùng cách hiểu về thuật ngữ thì dễ tạo điều kiện cho người này đánh tráo khái niệm, đánh lừa người kia, hay ít nhất là cũng dễ hiểu lầm nhau. Chúng ta nên hiểu phản động là gì? Cách hiểu như dưới đây, do người viết tổng hợp gọn lại khi tra từ phản động trong tiếng Anh: reactionism, reactionist, reactionary. Trong các cuốn từ điển như Oxford Dictionary, Merriam-Webster hay là Britannica, thì phản động dùng như tính từ chỉ một hệ thống các quan điểm, triết lý, niềm tin về kinh tế chính trị nhằm tái lập tình trạng phát triển xã hội của một giai đoạn trước giai đoạn hiện tại, hoặc là chống lại các thay đổi căn bản về chính trị và xã hội. Cách hiểu này bao hàm rằng phản động có tính chất đi ngược lại chiều tiến hóa, chiều tiến bộ và văn minh. Thế lực phản động, người phản động là thế lực, là người có tư tưởng, khuynh hướng chính trị phản động. Như vậy thì như thế nào là phản động, và thế lực nào, người nào là phản động? Mang ý nghĩa như nói trên của từ phản động vào thực tế cuộc sống chính trị và xã hội trước mắt, chúng ta thấy gì? Xin mời quý độc giả cùng nhau xem xét ba khía cạnh dưới đây. Thứ nhất là khía cạnh chính thể. Chính thể dân chủ tự do với tam quyền phân lập là kinh nghiệm đúc kết từ mấy ngàn năm lịch sử. Các lý thuyết chính trị xã hội về tự do dân chủ cùng các phương pháp, công cụ xây dựng xã hội tự do dân chủ được phát triển mạnh mẽ trong thế kỷ ánh sáng cách đây 400 năm cho tới ngày nay thì ngày càng hoàn thiện. Chính thể này được các quốc gia áp dụng thay thế chính thể độc tài quân chủ trước đó. Hiện nay, đa số các quốc gia trên thế giới áp dụng chính thể này, và những quốc gia áp dụng thành công nhất trở thành các nước giàu mạnh và ấm no nhất. 10 quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới đều áp dụng chính thể này. Vậy thì, người ủng hộ Việt Nam theo chính thể dân chủ tự do với tam quyền phân lập là người tiến bộ, còn người muốn Việt Nam nằm dưới chính thể độc tài, độc đảng và toàn trị là người phản động. Sau sự kiện phá bỏ bức tường Berlin và các nước Đông Âu, thì Nga từ bỏ chủ nghĩa cộng sản để chạy theo chính thể dân chủ tự do vào cuối thập niên 1980. Người ủng hộ xây dựng chủ nghĩa cộng sản là người phản động. Thứ hai là khía cạnh tự do tư tưởng. Thời đại hiện nay là thời đại công nghệ thông tin và tri thức. Tri thức thì không có giới hạn, không có rào cản. Còn công nghệ thông tin nhằm đẩy nhanh tốc độ lan truyền học thuật và tri thức. Môi trường đa nguyên thúc đẩy phát triển tri thức. 10 quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới đều có môi trường chính trị xã hội đa nguyên. Vậy thì, người ủng hộ đa nguyên tại Việt Nam là người tiến bộ. Người muốn Việt Nam không có đa nguyên là người phản động.
Người ủng hộ lấy chủ nghĩa Mác Lênin làm nền tảng tư tưởng duy nhất cho đất nước là người phản động. Người ủng hộ truyền bá thông tin, tự do báo chí là người tiến bộ. Người chống lại hay cấm đoán báo chí tư nhân là người phản động. Thứ ba, khía cạnh làm chủ xã hội và tiếp cận quyền lực chính trị. Dân chúng là chủ của xã hội, dân chúng chọn lựa chính quyền làm việc cho quốc gia và gạt bỏ chính quyền khi thấy họ không vừa ý. Dân chúng bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống quyền lực chính trị của quốc gia. Các quyền tự do lập hội, lập đảng, tự do ứng cử, bầu cử vừa là các quyền căn bản của người dân, vừa để đảm bảo quyền làm chủ xã hội của họ. Dân chúng trong 10 quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới đều hưởng các quyền tự do căn bản này. Vậy thì, người ủng hộ và tranh đấu cho các quyền tự do lập đảng, tự do ứng cử, bầu cử tại Việt Nam là người tiến bộ. Người không muốn dân chúng Việt Nam có các quyền căn bản này là người phản động. Thưa các quý độc giả, nếu quý vị đồng ý với người viết về ba khía cạnh nói trên, thì quý vị nghĩ sao về lập trường của Đảng Cộng sản Việt Nam? Lập trường đó tiến bộ hay phản động? Lập trường này được ông Tổng Bí Thư nêu rõ ràng trong lời kêu gọi của ông đối với lực lượng báo chí qua bài phát biểu tại Đại hội Nhà báo Việt Nam. Kiên quyết đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, lợi dụng tự do dân chủ đòi đa nguyên đa đảng. Thế lực mà ông Tổng Bí Thư gọi là thù địch, thế lực đó đòi đa nguyên đa đảng. Vậy thế lực đó là tiến bộ hay phản động? Còn ông Tổng Bí Thư, người nhất quyết dùng bạo lực bắt giữ đất nước này xây dựng chủ nghĩa cộng sản và nằm dưới chế độ độc tài của một đảng cộng sản duy nhất, lập trường của ông là tiến bộ hay phản động? Và dân tộc Việt Nam có cam chịu bị kềm giữ mãi trong vòng chậm tiến và lệ thuộc Trung Cộng hay không? Thưa quý vị, cũng nhân nói về hai chữ phản động, anh Chi xin mời quý vị nghe đôi điều giải bày của luật sư Lê Minh, ông vốn xuất thân từng là cán bộ nhà nước. Luật sư Lê Minh viết như sau: tôi xuất thân là cán bộ nhà nước, không muốn gắn bó với công việc hành chính nên vui vẻ viết đơn xin nghỉ việc. Không có thù oán cá nhân với ai và cũng chưa va quệt gì với chính quyền, sống hòa đồng, cũng chẳng ganh đua, không màng danh lợi. Ngoài đời vẫn trân trọng những anh chị đi trước, đồng nghiệp và bạn bè. Nhưng một điều đơn giản, khi tôi chọn con đường phản ánh về tình hình đất nước thì kẻ thù ghét tôi tự nhiên xuất hiện và càng ngày càng nhiều. Đến một ngày họ sẽ ra tay ám hại tôi. Biết nguy hiểm thế thì bạn hiểu là tôi đâu rảnh để đi đâm bị thóc thọc, bị gạo làm gì, hay đi cãi cọ tùm lum để rước họa vào cho bản thân. Mọi việc tôi làm đều đã có sự suy nghĩ và sẵn sàng đón nhận hậu quả. Tôi muốn góp một tiếng nói đấu tranh cho đất nước tốt đẹp hơn. Các bạn chọn ngồi im lặng hoặc ngợi ca đó là quyền của các bạn. Sau đây là một vài nguyên tắc của tôi khi viết bài, mọi người cần biết trước khi tranh luận hay phán xét về con người cá nhân tôi. 1. Bản thân tôi vẫn luôn tuân thủ hiến pháp và pháp luật Việt Nam dù thấy nó lạc hậu và bất cập. 2. Tôi chưa từng kêu gọi xóa điều 4 hiến pháp hay hoạt động lật đổ chính quyền dù vẫn khẳng định nó tất yếu phải thay đổi. 3. Tôi không cùng quan điểm với chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản và chế độ hiện tại, nên đừng tìm những bài ca ngợi cộng sản trong bài viết của tôi. Muốn ca ngợi thì hãy đặt báo Nhân Dân mà đọc. Đối với tôi, chủ nghĩa cộng sản là mớ giáo điều dối trá, là nguyên nhân gốc rễ của mọi thối nát. Thứ tư, góc nhìn của tôi là phản ánh những sai phạm của chính quyền, thối nát của Đảng Cộng sản. Những gì tôi viết đều là tin chính thống, không dùng tin bịa đặt. Tôi đấu tranh cho một đất nước pháp quyền thượng tôn pháp luật. Pháp luật phải được nghiêm chỉnh chấp hành và mọi người phải được bình đẳng trước pháp luật. 5. Tôi là người yêu nước Việt Nam, phân biệt rõ ràng nước Việt Nam khác với chính quyền cộng sản. Đừng nhầm lẫn mà quy chụp tôi là phản động. Bạn chắc gì đã yêu nước hơn tôi? Vì Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là ông cố nội của tôi. Tôi cũng không thề dưới lá cờ của nó. Tôi chẳng mang ơn mắc nợ gì nó. Vậy đừng bắt tôi phải trung thành với nó. Và khi tôi lên án những cái sai của nó thì đừng quy kết tôi là phản động. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không độc quyền lãnh đạo nhà nước theo quy định tại hiến pháp thì nó cũng chỉ là một tổ chức như hội nuôi chim cảnh, câu lạc bộ câu cá vậy thôi. Tôi thật, tôi không ngứa mồm nói đến nó nửa lời. Thứ bảy, phản động là những kẻ đi ngược lại với dòng chảy tự nhiên tất yếu, cản trở sự phát triển của đất nước. Vậy phản động là những kẻ độc quyền,
tham nhũng, lãng phí, phá nát môi trường, vắt kiệt tài nguyên, làm đất nước lệ thuộc vào ngoại bang, hèn với giặc, ác với dân, phổ biến thứ giáo dục hủ lậu, tuyên truyền văn hóa lai căng, bao che cho cái xấu, đàn áp tự do, thấy sai trái mà không dám đấu tranh. Những tiêu chí này tôi không mắc phải, nên tôi không phải là phản động. Chúng ta phải hiểu rõ phản động là gì, để dùng từ đó cho nó chuẩn, chứ không có nói theo quán tính. Thứ 8, tôi không phải là người có tài kinh bang tế thế, nên đừng ai bảo tôi có giỏi thì thay đổi đất nước đi. Không làm được vĩ nhân, nhưng quyết phải cố gắng làm một người có lương tri và biết phân biệt lẽ phải trái. Muốn đất nước thay đổi, cần có hàng triệu người tỉnh được cơn mê muội và đồng tâm hiệp lực. Thứ 9, ngoài đời tôi tôn trọng mọi người, còn trong tư tưởng các bạn và tôi chẳng có gì phải nể nã hết. Thứ 10, đừng nói chuyện yêu ghét ở đây với tôi, bởi đó không phải là phạm trù chính luận. Hãy chỉ cho tôi sai ở kiến thức nào. Sai sẽ sửa, không có dấu dốt. Hãy chỉ cho tôi vi phạm điều gì của pháp luật. Sai, tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều thứ 11, hãy nói cho chuẩn, đừng có quy chụp. 12, tôi nói theo quan điểm cá nhân của tôi, được hiến pháp cho phép, không đại diện cho ai. Vậy mọi người nên tôn trọng như là một nguồn phản biện, không áp đặt gì cả. Tâm sự thêm một tí. Tôi học cấp 3 ở trường Phan Bội Châu, Nghệ An. Trường mang tên một nhà yêu nước lớn trong thế kỷ 20. Cho đến khi ông chết, chính quyền đương thời vẫn coi ông là kẻ thù, làm kẻ tù nhân có những hoạt động phản động, chống phá nhà nước mà thôi. Ông không đến được đích cuối cùng trên con đường giải cứu dân tộc, nhưng những đóng góp của ông cho công cuộc khai dân trí của người Việt thì rõ ràng là rất to lớn. Tôi học đại học ngành luật tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Bạn bè tôi ở trường Phan Bội Châu và ở đại học rất nhiều người giỏi về chuyên môn. Tôi khâm phục nhiều người, nhưng khi tò mò tìm xem có ai trong danh sách các thế hệ đi trước thường xuyên lên tiếng binh vực cho nhân dân, đấu tranh cho công lý thì đếm được vài người thôi, đều thân quen cả. Ấy vậy mà nhé, bạn tôi này, sếp cũ của tôi, đồng nghiệp của tôi này, có rất nhiều người đã và đang bóc lịch trong tù vì những tội lừa đảo, nhận hối lộ, tham ô, sai phạm trong quản lý tài chính, đất đai, v.v. Không thấy tù nhân chính trị nào cả. Phản ứng của những người khác quanh tôi mới là điều đáng nói. Bạn bè tôi ghét ra mặt những người đấu tranh cho công lý, coi họ là phản động. Còn những người đang ngồi bóc lịch kia thì lại được thông cảm bằng những biện minh do đen thôi, do tai nạn, do bị gài, do đấu đá nội bộ. Chuẩn mực về đạo đức của chúng ta có lẽ còn quá lịch lạc. Đa phần, mọi người gần như không quan tâm đến chính trị. Các bạn đâu biết rằng chính trị không phải là những thứ to tát gì cả. Nó chính là cơm gạo bạn ăn, xe bạn chạy, giá xăng dầu, điện nước, tiền thuế nhà đất, chất lượng thuốc men, rất gần gũi chứ có đâu xa. Không phải ai sinh ra cũng chỉ để vỗ tay. Các bạn là sản phẩm hoàn hảo của cỗ máy 90 năm tẩy não và nhồi sọ. Tôi là sản phẩm lỗi của cỗ máy đó, nên tôi khác các bạn.